3 tuần qua, Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận những vấn đề quan trọng. Đáng chú ý, Quốc hội đã dành 1,5 ngày thảo luận tại tổ và hội trường về tình hình kinh tế xã hội và thu ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình kinh tế xã hội và thu ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Qua thảo luận, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế tồn tại trong nội tại nền kinh tế và đề ra những giải pháp căn cơ, thiết thực vào những tháng cuối năm 2023. Quốc hội cũng đã tiến hành kiện toàn một số chức danh chủ chốt như Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Tôi cho rằng là Quốc hội cũng đã có một cái sự chuẩn bị về công tác nhân sự sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, thì tôi cùng nhiều Quốc hội rất là tin tưởng vào cái năng lực của hai nhân sự mà được Quốc hội bầu và phê chuẩn. Cũng tại đợt 1 kỳ họp này, lần đầu tiên Quốc hội thảo luận tại hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, thể hiện tinh thần đổi mới về công tác dân nguyện của Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng điểm nhấn của kỳ họp trong 3 tuần qua là Quốc hội đã tổ chức thành công 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn. Trong các câu hỏi chất vấn thì rất là sát với cái tình hình thực tiễn đặt ra, và đặc biệt là những vấn đề mà cử tri quan tâm thì được các đại biểu là chất vấn rất sát và có cái tầm nhìn sâu và lớn trong quá trình chất vấn. Và cũng được như lần này bốn bộ trưởng được chất vấn thì đều là trả lời khá là đầy đủ. Tuy nhiên thì cũng còn một số cái vấn đề mà các bộ trưởng cũng còn lúng túng khi trả lời các câu hỏi của đại biểu, bởi những vấn đề này đặt ra nó quá thực tiễn, nhưng vấn đề quản lý của nhà nước chúng ta thì có phần buông lỏng. Tôi cho rằng cái không khí, cái buổi thảo luận, cái buổi chất vấn 2 ngày rưỡi nay rất là sôi động, rất là thích thú, được đại đa số đồng bào cử tri cả nước theo dõi quan tâm. Đối với những câu hỏi chưa được trả lời hoặc trả lời chưa đúng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có sự điều hành để người được chất vấn trả lời đúng trọng tâm những vấn đề đại biểu nêu ra. Có thể thấy, dưới sự điều hành mạch lạc, đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm của Chủ tịch Quốc hội, phiên chất vấn bảo đảm đúng thời gian quy định, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và phản ánh sát với diễn biến thực tế, đời sống và tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của nhân dân và cử tri cả nước. Nhưng mà trước hết là cái kỳ chất vấn này chúng ta đã đạt được cái mục đích đề ra đối với những vấn đề mà nhân dân cử tri quan tâm. Còn tôi cho rằng cái sự thành công này ấy, giống như Chủ tịch Quốc hội đã nói rồi, thành công không phải là cái việc mà chúng ta đã đưa ra được vấn đề đến nghị trường, đã trao đi đổi lại, đã đưa ra cái kết luận nhau. Nhưng cái thành công ấy nó sẽ còn khẳng định ở cái chỗ là chúng ta phải biến những cái cam kết đó được xử lý ở trên thực tế. Và chúng ta hôm nay thành công đầu tiên mà chúng ta phải ghi nhận được đó là gì? Đó là các bộ trưởng trưởng ngành, chính phủ đã đưa ra được những cam kết. Thế còn cái thành công tiếp theo mà chúng ta đang chờ đợi mà nó khẳng định cái chất lượng của chất vấn đó là gì? Đó là những cái vấn đề mà được nhân dân cử tri cho các đại biểu Quốc hội quan tâm thì sẽ được xử lý như thế nào trong thời gian tới. Tại các phiên thảo luận tại tổ, hội trường, các đại biểu cho ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm đối với các dự án luật quan trọng. Các cơ quan của Quốc hội cũng làm việc rất tích cực. Có một số nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận ở phiên họp toàn thể của Quốc hội không nhận được nhiều ý kiến do đa số các đại biểu đều thống nhất với tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của các ủy ban của Quốc hội. Để với 3 tuần này mà chỉ làm việc với 2 thứ bảy thì như thế là thôi cũng tranh thủ được. Và cái quan trọng nhất là chúng ta cũng hoàn thành được cái nội dung chương trình của đợt 1 để có một tuần để cho chính phủ, các cơ quan của Quốc hội để chúng ta rà soát lại, tiếp thu một cách nó đầy đủ nhất thì theo tôi cũng là cực kỳ hợp lý. Đợt 1 này thành công thì chắc chắn rằng là đợt 2 là có cái cơ sở để ta hoàn thành cả kỳ. Đợt này Quốc hội chia ra thành 2 cái đợt họp ấy, thì cũng tạo cái điều kiện để cho các cơ quan của Quốc hội, rồi là chính phủ và các cơ quan liên quan trong cái việc mà tiếp thu giải trình các cái nội dung liên quan đến các cái dự án luật thì sẽ kỹ hơn và nó sẽ đầy đủ hơn. Và tôi thấy rằng là
cái sự đổi mới linh hoạt trong cái điều hành của Quốc hội thì cũng đã tạo được sự đồng thuận rất lớn ở của cử tri và nhân dân, và trong đó là kể cả các đại biểu Quốc hội chúng tôi cũng rất là thấy cái sự đổi mới như thế cũng tạo những cái luồng gió mới và giúp cho cái hoạt động của Quốc hội ngày càng nâng cao cái chất lượng hiệu quả. Ngoài ra, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua hai nghị quyết quan trọng, thảo luận lần hai đối với dự án luật đất đai sửa đổi, cho ý kiến về các luật căn cước công dân sửa đổi, luật tổ chức tín dụng, luật giao dịch điện tử và một số dự án luật quan trọng khác. Nhìn vào khối lượng công việc trong 3 tuần qua đã hoàn thành, có thể thấy rằng Quốc hội đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, nhân dân, theo kịp với diễn biến thực tiễn để vận dụng tối đa, linh hoạt, trách nhiệm cao trong hoạt động. Khai thác triệt để kinh nghiệm và trí tuệ từ mỗi đại biểu Quốc hội để tạo nên sức mạnh tổng hợp. Kết quả đợt 1 kỳ họp thứ 5 đã khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung chính Quốc hội cũng như các điều kiện bảo đảm và tổ chức tiếp đợt 2 kỳ họp thứ 5 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 6 theo đúng quy định của pháp luật.